Xin chào tất cả các bạn và các anh em. Hôm nay Đồ Câu xin giới thiệu một cái mẫu cần 3 khúc của thương hiệu Daiwa, cây tim Daiwa lòng Dashten, chiều dài 39, độ cứng hát, độ cong phát, mẫu cần thích hợp câu đập, sông hồ lớn, câu tạc biển, cũng thích hợp cho các bạn các anh em câu lục đầu cần. Cái cần của thương hiệu Daiwa, chất liệu carbon, dàn khoen Fuji chân ca Aconite. Cái mẫu cần được xách tay từ Pháp nha các anh em. Đây là cái mã vạch quản lý hàng hóa của Pháp. Thì cái dãy số mã vạch quản lý hàng hóa của Pháp, ba số đầu là từ 300 cho đến 379. Đây là con số 366 hay nằm thuộc mã vạch quản lý quốc gia của Pháp. Cái mẫu cần 3 khúc, chiều dài 39 của thương hiệu Daiwa, hàng chính hãng nha các anh em. Cây tim Daiwa lòng Dashten. Cái mẫu này hiện tại được xách tay từ Pháp, số lượng rất là ít. Thì đây là cái mã vạch quản lý quốc gia của Pháp. Theo mình biết thì cái mã vạch quản lý quốc gia của Pháp, ba số đầu là 300 cho đến số 376. Thì 366 đó cũng là thuộc quản lý hàng hóa quốc gia của Pháp. Đây là cái mã vạch quản lý hàng hóa thôi nha các anh em. Còn cái cây này thì vẫn sản xuất tại nhà máy Trung Quốc và nhập qua thị trường của Pháp. Bởi vì cái mẫu này thì nó chỉ sản xuất độc quyền cho thị trường của Pháp thôi. Những cái quốc gia khác muốn mà có thì buộc phải lấy hàng lại từ Pháp nha các anh em. Đây là cái mã số của cái cần này. Chiều dài 39 ha. Chiều dài thu gọn là 137 cm. 3 khúc. Tải mồi thì từ 50 cho đến 150 g. Thì cây cần này nó có cái độ cứng là hát, cái độ không, độ cong, cái action là fast. Cây cần tim Daiwa, chất liệu carbon. Bát máy của cái cần là bát hãng của Daiwa. Cái tay cầm và cán là chất liệu EVA. Đây là cái chất liệu EVA loại tốt, rất là mịn và rất là chắc. Cầm êm và chống trượt. Thì các bạn và các anh em nhìn nó thiết kế kiểu bo hai đầu. Đấy. Thì ở dưới cái phần cán thì nó có một cái cục mũ cao su bảo vệ cái cán cần. Cái chiều dài cán cho đến bát máy là tầm 60 cm. Thì mẫu này thích hợp mà các bạn và các anh em câu tạc bờ biển, câu đập, đánh sông hồ lớn, và thích hợp những anh em câu lục đầu cần. Thì với cái mẫu cần này, nếu mà các bạn các anh em câu lục thì hạ bát thì nó rất là phí, hạ bát xuống thì bỏ cái phần cán ha, bỏ cái phần chất liệu EVA cán loại xịn này nó rất là phí. Thì các bạn và các anh em nhìn ở bên phần tay cầm này, cái chất liệu EVA nó có bị một cái vết mớp. Thì những cái mẫu cần mà hàng nhập số lượng nhiều á, khi mà xếp vào trong thùng thì cái vấn đề mà bị mớp cái chất liệu EVA ở phần cán hay là phần tay cầm thì không thể tránh khỏi. Nhưng cái phần này rất là dễ xử lý các anh em. Nhưng mà có rất là nhiều anh em chưa biết cái xử lý vấn đề này. Thì hôm nay mình chỉ luôn. Ở trong cái video trước mình đã có một cái video đã hướng dẫn các anh em xử lý những cái vấn đề mớp với chất liệu EVA này rồi. Thì vấn đề này rất là dễ, các bạn và các anh em chỉ cần sử dụng một cái hộp vẹt thôi và hơ ha. Hơ nhẹ là nó sẽ ra thôi, rất là dễ luôn. Hơ đưa qua đưa lại nha các anh em, không để một chỗ thì nó sẽ bị cháy cái chất liệu EVA đi. Đấy. Đó, các anh em nhìn ha, nó lén o luôn, nó không có một cái vết mốt nữa và rất là đẹp luôn ha. Đó.
ví dụ cái phần này nó bị mớp ít hơn này. Các anh em nhìn ha, xử lý đi, dùng hợp quẹt các bạn, các anh em hơ qua hơ lại nó nóng thì nó sẽ bung lên rất là đẹp đó. Thì cách xử lý cần mớp này với cái cán và tay cầm là chất liệu EWA, các bạn các anh em hoàn toàn xử lý được bằng cái hộp quẹt hoặc là cái khò ha. Rất là đẹp luôn. Đây là cái phần lóng thứ hai của cái cần, phôi rất là dày. Cái đầu lóng thì được gia cố một cái lớp chỉ ha, lên keo chống bị tét lóng. Dàn khoen của cái cần là khoen Fuji chân ca Akona. Và cái lóng thứ hai này có tất cả là 3 khoen nha các anh em. Toàn bộ là khoen 3 chân. Rất là chắc chắn luôn. Cái khớp nối của cái cần là kiểu khớp nối giáp mí. Thì lúc nào những cái khớp nối giáp mí bất kể cái cần nào, khi các bạn và các anh em ráp lại thì nó vẫn dư ra một đoạn tầm một cm á. Các bạn và các anh em để ý ha, không phải là bị lỗi. Và rất là nhiều anh em thắc mắc về cái vụ cái khớp nối giáp mí, tại sao cái khớp nối nó không có sát vào. Toàn bộ là đây là cái khúc đọt của cái cần ha. Thì cái khúc đọt của cái cần này nó có tổng cộng là 5 khoen. Thì cái cần toàn bộ cái cần nó có tổng cộng là 8 khoen. Cây cần 39. Đường kính đọt của cái cần là 2.5 mm ha. Độ cứng của nó là tương đương với cái độ cứng H tải mồi 50 đến 150 gram, khoen đầu bu trong xoắn. Đây là một cái mẫu cần thích hợp câu tạc bờ biển, câu đập, các bạn và các anh em câu sông hồ lớn. Đây là một cái mẫu cần rất là thích hợp. Có thể câu lục đầu cần. Đấy, thì với cái cây này nếu mà các bạn và các anh em câu lục thì phải hà bát. Nếu mà hà bát thì phải bỏ cái phần cán chất liệu EWA loại tốt, nó rất là phí. Cho nên là các bạn và các anh em cân nhắc. Đồ câu vừa giới thiệu đến tất cả các bạn và các anh em cây cần 3 khúc của thương hiệu Daiwa, là cây tim Daiwa lông Dashten, chiều dài 39, độ cứng H, action của nó là fast, dàn khoen Fuji chân ca Akonai. Các bạn và các anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video hoặc vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn tất cả các bạn và các anh em. Hẹn gặp lại các bạn và các anh em trong những video tiếp theo.